Hello hello, chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam. Đó thì hôm nay thì cửa hàng mình lại tiếp tục lên giới thiệu đến toàn thể mọi người một em siêu phẩm. Đó, dòng này thì có tên gọi là Bentley 302 phân khối. Đó, Bentley rồi nhá. Đó. Đó, thì mình sẽ đi dàn ngoài trước và mình sẽ vào phần chi tiết sau. Đó. Ở chiếc Bentley này thì được mang một cái nước sơn, đó chính là màu xanh Harlequin, cực kỳ là bắt mắt mọi người nhá. Rất chi là sáng bóng luôn. Đó. Ra ngoài nói chung thì không cần phải chê với cái điểm gì rồi. Đó, lên chỗ người làm một cái phụ ô linh này. Đó, phụ ô linh mọi người nhá, đi rất chi là nhún nhảy bóng bẩy luôn. Đó, càng chống đổ đầy đủ hai bên mọi người nhá. Đó, lên chỗ người làm một cái lon bô độ rồi. Đó. Đăng ký vào biển thành phố Hồ Chí Minh A317054. Đó, một cái biển số khá là dễ nhớ để đọc mọi người nhá. Đó. Lốp thì đã thay chỗ người làm một cái quả lốp. Đó, mới thay luôn. Rất chi là mới mọi người nhá. Đó, còn rất chi là nhiều gai luôn. Đó. À, mình chắn bùn thì cửa hàng mình đã lên chỗ là cái miếng chắn bùn ở dưới này rồi. Đó, mọi người đi rất chi là ok, rất chi là ok. Không lo bị bùn chắn lên mọi người nhá. Đó, bao của người đi mưa luôn. Đó thì mình sẽ vào phần chi tiết luôn. Đó, máy móc thì không cần phải chê về cái điểm gì mọi người nhá. Đó, những cái chỗ mày chầy xước như thế này. Đó thì không thể nào mà tránh khỏi khi mọi người đã quyết định mua xe đã qua sử dụng rồi nhá. Đó, nhưng mà bù lại thì sao? Đó, một chiếc xe mà giá rẻ, nó giá chỉ hơn 40 củ khoai tí thôi. Đó, Bentley luôn. Đó, xe rất chi là mới mẻ mọi người nhá. Đó, lên chỗ này là cái quả đèn trợ sáng. Đó, đèn đời mới đi siêu sáng rồi nhá. Trang bị hệ thống là hai đĩa trước và một đĩa sau, mọi người đi khá là ok. Đó, ngay cái thắng dầu này thì cũng có chỉ là Bentley luôn. Đó, Bentley này. Phố Osada của nhá, phố Osada này thì mọi người đi rất chi là nhún nhảy luôn. Đó, kết nước làm mát. Ở thì mình sẽ vào phần chi tiết nổ máy luôn mọi người nhá. Đó, máy móc thì không cần phải chê về cái điểm gì rồi. Đó, ba mọi người luôn, cực kỳ là phê. Đó. Không khác gì như là một chiếc Z1000. Đó, nhưng mà với cái giá thành rẻ hơn. Đó, anh chị em như mình nào mà đam mê Z1000 mà điều kiện kinh tế nó hẹp, đó, muốn sở hữu được một em tiếng bô mà như Z1000 thì cân nhắc ngay cho cửa hàng mình là em Bentley 302 phân khối này đi. Đó, bô thì cũng khác gì như là một chiếc Z1000 luôn. Đó, rất chỉ là tê tái mọi nhá. Đó, mọi chức năng trên xe như là còi đèn đề, đó, đều hoạt động tốt hết mọi nhá. Đó. Xi nhan trái phải đều hoạt động tốt hết. Đó. Đèn thì bật tắt thoải mái được luôn. Đó. Cái đèn này thì đi ban đêm siêu sáng rồi nhá. Không sáng không lấy tiền mọi người luôn. Đó, nháy đèn dưới nháy thoải mái luôn. Đó thì cửa hàng được bán trả góp, có hỗ trợ một người xách xe về tận nơi. Đó. Anh chị em như mình nào mà có thiện chí với mẫu Bentley này thì cứ để lại cho mình một cái comment đi nhá. Đó, cửa hàng cảm ơn mọi người rất nhiều luôn ạ. Đó thì cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Đó.